Alright, hello everyone. We have another video that I'll be reviewing today. It's by Lev Album. Im Ye Ve An Yin Ve. I think that's what it's called. Overall, I love all Lev Album's songs. I would say my favorite song from Lev Album is Il Voi Vang. I would say that Love is Golden. Love is Gold. I say that's one of my favorite songs. If I'm gonna karaoke a song, it's gonna be that one right there. I don't know if you guys see me karaoke Il Voi Vang, but one day maybe I will. So we're gonna review this song. We're gonna see how it goes. Lev Album, KTV Music Lounge. Okay, we got this man pulled up in a supery yellow. Lev Album, it's gonna be something about heartbreak. I already know. I have money. Anh không nhìn thấu lòng em. Người con gái anh nguyện yêu mãi, nguyện yêu trọn đời. Hôm nay em nguyện mình sai, rồi khóc lóc em bơ vai. Bờ anh đi mãi, anh như cây khô chết lặng, em như ngọn gió bè mặc. Cây khô gục xuống cũng như lá trái, tim anh chết lặng. Mưa rơi ngoài bên hiên nhà, hôm nay em đã đi xa. Không ai còn đứng đợi chờ ai đó như những ngày qua. Từ đầu cho đến bây giờ, em giả vờ hay anh nhận vờ. Tình đẹp như mơ, câu chuyện như thơ, nên anh cứ ngỡ chuyện tình đẹp nhất trên đời. Tưởng em bên anh không rời, anh chưa kịp nói hay là người cuối của cuộc đời anh. Also, he left the rich life and went to go work hard for his love, huh? That's pretty awesome. And she's a realtor. I'm really hoping nothing bad happens. I'm just... Lev Album always has something bad. Getting buried. Anh như cây khô chết lặng, em như ngọn gió bè mặc. Cây khô vụt xuống cũng như lá trái, tim anh chết lặng. Mưa rơi ngoài bên hiên nhà, hôm nay em đã đi xa. Không ai còn đứng đợi chờ ai đó như những ngày qua. Từ đầu cho đến bây giờ, em giả vờ hay anh nhận vờ. Tình đẹp như mơ, câu chuyện như thơ, nên anh cứ ngỡ chuyện tình đẹp nhất trên đời. Tưởng em bên anh không rồi, anh chưa kịp nói hay là người cuối của cuộc đời anh. Từ đầu cho đến bây giờ, em xa vờ hay anh nhận vờ. Tình đẹp như mơ, câu chuyện but như thơ, nên anh cứ ngỡ chuyện tình đẹp nhất trên đời. Tưởng em bên anh không sợ, anh chưa kịp nói hay là người cuối của cuộc đời anh. Anh chưa kịp nói
hay là người cuối của cuộc đời anh. The end of life, him waiting. The end of his life waiting. Cuối cùng. Oh, they came back together. Oh, that's crazy. See, Lay Valbuena always does this. That's so sad. But at least he became successful. That was a pretty fire song. Overall, Lay Valbuena always has the best songs, though they really mess with like how I feel. I mean, they're pretty sad. But I mean, honestly, it reminds me of like Bukwa and Yao, when like they walked past. They were on their same path together, but I mean, it just didn't work. So, I mean, they took the wrong routes after and ended up being happier. So, I mean, honestly, that's just how life is sometimes. So overall, Lay Valbuena has really good songs. They're just really sad, in all honesty, a lot of heartbreak. But overall, great video. Thank you for watching, everyone. Hang up now.